xem. Thủy lực, ghét rau thủy lực. Xin chào các bạn. Em buổi tối hôm nay em giao tiếp một chiếc TCM 2,5 tấn sản xuất 2008, số tự động dịch cả à dịch giá, số tự động dịch giá 2008, TCM 2 tấn rưỡi. Chiếc này thì sử dụng động cơ TD27. Động cơ TD27 của Nissan. Động cơ TD27 thì êm, chạy khá là thích. Chiếc này có dịch giá nhá, số tự động dịch giá, lốp đơn, sản xuất 2008. Em giao cho một bác ở Phú Bình, Thái Nguyên làm gỗ ván bóc, gỗ ép, gỗ ván bóc, bóc ván. Chiếc này thì sáng nay khách đến xem thì chốt luôn, chốt lấy luôn, thì tối thì bảo dưỡng xong, chỉnh sửa xong thì giao luôn cho khách hàng. Để xem vào. Mà em hiện vẫn còn rất nhiều xe, còn rất nhiều nữa. Các bác có nhu cầu thì cứ qua tiếp hoặc là alo cho em qua hotline, qua Zalo em gửi báo giá, gửi hình ảnh các dòng xe, các bác tham khảo thoải mái. Cảm ơn các bạn theo dõi video.